Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, giá Bitcoin đã giảm xuống 60.000 đô la trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, lượng giao dịch mua trị giá 840 triệu đô đã được thực hiện ở vùng giá này, khiến cho Bitcoin nhanh chóng tăng trở lại và hiện tại được giao dịch ở mức 62.000 đô la. Theo chia sẻ từ Ki Yang Ju, CEO của công ty phân tích CryptoQuant, đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh của Bitcoin. Hash rate Bitcoin đã tăng mạnh trong 3 tháng qua, từ 103 exahash mỗi giây vào ngày 25 tháng 7 lên 137 exahash mỗi giây vào thời điểm hiện tại, và có thời điểm lên tới 189 exahash mỗi giây. Sự tăng đột biến về giá Bitcoin đã đẩy hash rate lên cao hơn. Độ khó khai thác tổng thể chưa dừng lại và dự kiến sẽ tăng lần thứ 8 liên tiếp. Khả năng xử lý và bảo mật của mạng đã tăng 32%, khiến các thợ đào có lợi nhuận cao hơn nhiều so với hồi cuối tháng 7. Với hash rate là 137 và tỷ giá Bitcoin hiện tại, hầu hết các thợ đào đều có lãi. Theo Glassnode, lãi suất mở cho hợp đồng tương lai của Bitcoin CME đã tăng 3,95 tỷ đô la vào tháng 10. Điều này được thúc đẩy bởi các quỹ Bitcoin ETF Future, thể hiện mức tăng trưởng 265% trong hợp đồng mở kể từ cuối tháng 9. Một số nhà phân tích tiếp tục lạc quan về Bitcoin và kỳ vọng đợt phục hồi này sẽ đưa Bitcoin lên mức 90.000 đô la. Fundchart viết rằng các mục tiêu tăng giá tiếp theo của Bitcoin là 65.000 đô la và 72.500 đô la. Sau đó sẽ là 89.000 đô la nếu như Bitcoin có thể phá qua đỉnh cũ. Nhiều nhà phân tích đã hy vọng giá Bitcoin sẽ chạm mức 100.000 đô la vào cuối năm nay. Bitcoin đã tăng hơn 45% trong tháng 10. Những triển vọng tăng giá vẫn rất tích cực và khó có thể ngăn cản Bitcoin đạt mức cao hơn trong những tháng tới. Trong quá khứ, quý 4 thường là khoảng thời gian Bitcoin và các loại tiền điện tử khác tăng trưởng mạnh nhất trong năm. Trong 10 tháng đầu năm 2021, số lượng máy ATM tiền điện tử đã tăng hơn 100%. Dữ liệu từ Coin ATM Radar cho thấy hơn 14.000 máy ATM tiền điện tử đã được lắp đặt hồi tháng 1, nhưng con số đó đã lên hơn 29.500 máy ATM vào ngày 17 tháng 10 năm 2021. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý: Twitter bị cáo buộc đang thử nghiệm dịch vụ thu tiền Bitcoin trên thiết bị Android. Theo Jane Macon Wong, một nhà nghiên cứu công nghệ có trụ sở tại Hồng Kông, nổi tiếng với việc phát hiện ra các tính năng ẩn trong các ứng dụng, nhà nghiên cứu này đã phát hiện ra Twitter dường như đang thử nghiệm tính năng Bitcoin trên các thiết bị Android. Cô đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình được cho là hiển thị phiên bản beta của tính năng này. Twitter bắt đầu cho phép người dùng tặng tiền cho người sáng tạo sau khi ra mắt dịch vụ Tip Jar vào tháng 5. Ban đầu chỉ có thể gửi tiền với sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tập trung, chẳng hạn như Venmo, PayPal và Square. Các khoản thanh toán Bitcoin do Lightning Network cung cấp sau đó đã được thêm vào Twitter Beta vào cuối tháng 8. Twitter đã chính thức công bố hỗ trợ Bitcoin cho các thiết bị iOS vào ngày 23 tháng 9. Dần dần tung ra dịch vụ mới cho tất cả các thiết bị. Công ty cho biết tính năng giới hạn Bitcoin sẽ sớm đến với người dùng Android, nhưng chưa nêu rõ mốc thời gian chính xác. Công nghệ đằng sau dịch vụ mới được cung cấp bởi độ xử lý thanh toán tiền điện tử Stride. Do điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android chiếm 72% thị phần, việc bổ sung các mẹo Bitcoin có thể sẽ thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi hơn của tiền điện tử. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.